sáng là bắt đầu múc cá ra trước, múc đầu cá ra trước hả cô? Rồi sáng thì đầu cá mình múc ra trước. Dạ. Rồi mình mới cá miếng mình mới bán lay gai trong nồi, mình để trong nồi nè. Dạ. Đó, cá. Có cái đầu cá cô múc quá trời cá. Trời ơi con thấy cái điều khác biệt là cá của cô Nga bán bún cá là cá miếng to nha, không có nhỏ 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 nạt nha. Tại thường cá con... là hết sảy không đó. Dạ hết sảy. Ôi hết sảy thiệt. Miếng to quá cô ha. Hồi xưa giờ mình bán là vậy luôn cô hả? Xưa giờ. Dạ. Bởi vì mình bán sao là y gan vậy, bởi vậy là mối là mối thật là mối tới rồi. Mối giới thiệu được không? Đó, nguyên cái đầu, hai thao đầu luôn. À cô có bọc đầu lại để cho nó bụi nó hai thao đầu quá đã. Cô ơi làm mỗi cái đầu cá này mình bán giá làm sao cô? Mỗi đầu cá 20. 20. Có thịt thao quay cũng 20. À. Giá thì 5.000. À, dạ. Đầu bún thì cũng 20. Có nghĩa là mình ăn nhiêu thì mình gọi. Đúng rồi, ăn nhiêu gọi. Tính tiền chứ còn một không có để chung vô. Dạ. Không có để chung. Chứ còn một tô với cá với nạc cá với cá bún không với là 20. 20. Dạ. Còn cứ trả 5.000 heo quay như vậy rồi đầu cá này lớn nhỏ đều giá vậy hả cô ha? Ừ, đều. Dạ. Con Nga lừa là lừa đầu nó đều răng vậy bán hay vậy đó. Dạ. Ở ông giờ ra đều. Đều. Cô lừa đều răng vậy. Cái thao gao cũng quá trời luôn. Một thao gao sống tươi. Bắp chuối rồi rau muống giá. Cô ơi thường mình bán mấy giờ cô? Thường thường 6 giờ sáng ở đây mình bán tới 10 giờ. Dạ, là 6 giờ sáng bán tới mình 10 giờ sáng. Dạ dạ dẹp. Rồi tới 11 giờ rưỡi cái mình bán bên buổi chiều đó, bên chỗ ăn biên á. À dạ, là cô bán hai khung giờ, buổi sáng khung và giờ. Buổi chiều. Chiều thì là 1 giờ hả cô? 11 giờ cho tới 5 giờ. Cho tới 5 giờ luôn. Dạ. À, cái quán bún cá của cô Nga cả nhà thường là khách khách địa phương ăn nhiều. Cái địa chỉ buổi sáng cô bán là ở cho 271 Thủ Khoa Nghĩa, khóm 4, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc. Hẻm đó là tao quẹo là ngay cái hẻm này nha cả nhà. Hẻm 269. À cái tấm bảng bự. Hẻm á. Hẻm là hẻm 269, còn cái địa chỉ thì nằm ở 271 nha cả nhà. Đây cả nhà ơi. Cái chỗ cô Nga bán buổi sáng á, là hẻm 269, đường Thủ Khoa Nghĩa, khóm 4, phường Châu Phú A nha cả nhà, thành phố Châu Đốc. Cô Nga bán bún cá buổi sáng là khách địa phương ăn rất là nhiều. Em Thảo Vi được chú bán cơm giới thiệu đó. Thường á, thì khách du lịch mình tới muốn tìm một cái quán bún cá ngon á, mà khách địa phương ăn nhiều thì đây là cái quán của cô Nga đây. Đó, bây giờ khách tới rồi, cô đang làm bún cho khách. Rồi. Quán mà chỉ có dân địa phương mới biết thôi đó. Khách du lịch thì họ không có biết những cái quán mà nằm tại bún. Quán của cô Nga thì gồm bún cá nè, gồm có bún đầu nè, bún nạc, rồi chả, rồi heo quay luôn. Nhưng mà cái điều đặc biệt á là quán của cô cá nạc á, cô làm to lắm. Cái miếng nạc cá to chứ không phải là nhỏ nhỏ đâu. Cô vô đây con. Ý là cái miếng nạc cá đó này là ăn chả heo quay, không ăn cá. Dạ dạ. Không có ăn cá nạc. Không ăn cá nạc. Dạ. Tùy theo khách. Tùy theo khách. Cô tự chị tự niêm. Ở cái khách đó, cô để cho khách tự niêm theo yêu cầu mình ăn theo khẩu vị. Tự niêm. Đúng rồi, tự niêm ăn theo khẩu vị của mình. Có phải quay đúng không? 20. Kiểu như khách ở đây ăn biết quen luôn á. Khách mối của cô không à? Có lắm mà. Ta không có cá à. Bà chủ mới là quyết định. Bà chủ quyết định. Mối lại ăn mỗi ngày. Dạ. Ở đây đúng là bán mối không á cô, không có khách du lịch luôn. Tại vì mà nó hơi phức. Dạ. Hơi phức cũng có nhưng mà ít
Hiếm lắm, phải có ai được giới thiệu mới biết. Không, tháng ví dụ như mà tháng Giêng, tháng 2, dạ, tháng 3 đồ là nhiều khách du lịch. Dạ. Còn mấy tháng này cũng như là khách địa phương không à. Dạ, dạ. Nó không có khách du lịch nhiều như mấy tháng đó. Dạ. Cô Nga bán được bao lâu rồi? Trời ơi, bốn mấy năm rồi. Bốn mấy năm rồi? À, lâu vậy á cô hả? Ờ. Dạ. Trời ơi, một cái quán bún cá mà rất là lâu đời luôn rồi, Châu Đốc mà. Bốn mấy năm. Mà khách du lịch không có biết rồi, mà tìm về mà ăn cả nhà. Vậy là tư bán từ hồi trẻ luôn con ha. Bán lúc 14, 15 tuổi, à, giờ 55 tuổi. Lúc đó chắc đi theo mẹ rồi bán đúng không cô? Không, theo chị bà. Tự bán luôn á. À, 14, 15 tuổi mà gì tự bán luôn được rồi, tự giỏi chứ. Tự bán luôn, mà giỏi không có bán nghề này. Dạ. À, cô Nga con thắc mắc là cái nồi nước dùng của mình ít khi nào mà nó sôi ùm lên giống như mấy cái ví dụ như nước lèo của hủ tiếu rồi đó cô. Không, cái này là mình để cho nó gì nhưng mà sôi ùm lên vậy thì nó bể cá sao thành ra vậy đó. Dạ em vẫn nóng bình thường phải không? Dạ, cá cũng vẫn bình thường. Dạ cá cũng bình thường nhưng mà là sôi ùm vậy là không có sôi được. À, tại nó bể cá nè. Dạ không? Đó là em thấy là nó không có sôi ùm, cho nên em thắc mắc em hỏi thì cô Nga giải thích tất cả nhà. Chọn miếng cá nè, cá của cô kìa. Nguyên luôn. Ờ đó, trứng cá nổi. Đặc biệt ở đây thì cá, miếng cá nó rất là nguyên luôn, nguyên vẹn, nó nguyên to. Đúng rồi. Thường vì mình ăn cũng có nhiều nơi bún cá sẽ cái nạc cá sẽ lấy ra gỡ ra hơi nhỏ một chút, còn của cô là nguyên miếng. Buổi sáng thì cô bán ở bên cái hẻm 269 thuộc Phan Nghĩa cả nhà. À, buổi trưa thì 11:30 thì cô bán ở cùng cái đường Nguyễn Thụ Khoan Nghĩa này, nhưng mà ra với An Biên, cậu sát An Biên. À, cái quán thịt An Biên rồi hồi bán thịt giò An Biên, thịt giò An Biên, bún An Biên, nhà thuốc An Biên đó. Tất cả An Biên đều nằm ngoài đó luôn. Nói chung cách có một chút xíu thôi cả nhà, tầm 200m chứ nhiêu đâu. Gần lắm. Nhưng mà hai buổi thì mọi người mà buổi trưa muốn ăn bún cá thì tìm ra đó. Còn buổi sáng thì xe dịch vô trong này xíu. Địa chỉ ở đây. Hôm nay về Châu Đốc mà Thảo tìm được cái quán bún cá rất là ngon của người dân địa phương hay lui tới. Rồi và em Thảo giới thiệu cô chú anh chị mà có dịp về Châu Đốc thử tìm tới quán bún cá của Nga ăn thử. Giá thì rất là bình dân, nói chung là mức giá này là của người dân địa phương ăn được, 20.000. Nếu mà mình không ăn heo quay nha, chỉ có 20.000. Nè, lên video là biết nhiều lắm luôn đó nha. Ba lỡ quay hoài không cho đâu. Dạ, con cũng hy vọng là hả khách sẽ biết được đến là thử, tại vì bún cá ngon mà. Dạ. Không cho cô, kệ người ta phục. À, đó là đài truyền hình Châu Đốc lỡ quay cũng không trời chịu luôn, không có sao chịu lên. Sao? Không. Ngại hay sao cô? Chứ đó giờ chị bán mấy chục năm chị cũng không có để bản tên bản hiệu gì đâu. Dạ. Bán vòng vòng vậy thôi. Dạ. Thật ra là cô có nói là do có hai vợ chồng thôi, cô hai vợ ngại chồng đông khách quá là mình không kịp á, cũng ngại với khách lắm. Ngại với khách, khách lợi trời giống như là xe lớn đồ lợi thì dạ, mình chỗ hẹp á, không có chỗ dạ, xe đậu. Xe không đa đồ thì nó dễ rồi. Cũng có đâu cô, ví dụ ngon là khách cũng sẽ tìm cách đậu xe. Bởi vì mình thôi ngại vụ đó đó, mà mình không có để bản tên mà cũng không để gì hết. Dạ. Yeah, cô thì cô bán ngay đầu hẻm luôn nha cô chú anh chị. Mình đầu xe ở ngoài đường rồi mình vô ăn được, nếu mà mình là xe 16 chỗ đồ gì đó. Còn xe máy thì cứ phi thẳng vô hẻm luôn, gần lắm. Dễ mà. Ừ, rất là dễ. Cô, con hỏi cái cô. À, con thấy một cái tô bún cá của cô cá rất là nhiều. Mà cô bán gì thì chắc lời gì lấy công làm lời thôi đúng không? Thì đó, bởi vì nó có hai vợ chồng đó, không có chỗ cũng là của bán mấy chục năm ta cho bán. Dạ. Còn mà không có người bưng. Dạ. Mình không có mướn ai hết, chỉ có hai vợ chồng làm vậy à. Dạ. Kiểu như là không tốn tiền mặt bằng đồ này nọ. Tốn tiền gì hết trơn. Dạ. Bởi vì mình bán mình gian. Dạ, cô bán cho bà con. Cái là cái lạ là vậy à. Bởi vậy bà con thích lắm. Sáng chắc là 4 giờ là cô với chú gì nấu rồi đó phải không? Không, 4:30 cái chú lên nấu. Cái dạ, nãy chị mới lên đó. Dạ. Mới lên rồi trưa cái chú dọn qua bển, cái chú dạ, về. Sướng cho có người chồng tâm lý, giờ sáng là cứ ngủ dậy trễ còn chồng nấu dọn hết trơn, chỉ ra việc bán và gom tiền thôi. Gom tiền thôi. Rất là dễ thương. À, bây giờ mình ăn thử đi. Ha. Ờ, đó, đứng đây thèm rồi đó. Đứng đây thèm lắm rồi. Đứng đây thèm nãy giờ rồi, giờ ăn. Cô múc cho con đi cô. À,
một tô con một cái đầu cá với lại heo quay. Dạ. Dạ. Chèo là vô tiệm vàng đó luôn nữa. Sướng chưa cả nhà ơi. Sướng à. Là vô chỉ có đồ gì à. Ừ, tiệm vàng nó luôn đó. Này là hơi sớm nè, trễ chút đi trời mặt ơi. Tại sớm giờ mùa hè không có học sinh đi nó hơi. Dạ trưa tối cô mời lên kênh Hạ Vi là có đó cô. Dạ. Con đi quay ở chiếc Châu Đốc mình cũng nhiều lắm. Dạ. Cô cứ gọi tới YouTube cái Thảo Vi á. Dạ. Cho em Thảo miếng muối. Muối hả? Bữa kia là gì? Anh gì đi quay Phượng? Lê Bê Đa. Dạ. Biết không? Sao không biết nữa, con xuống con mấy lần là quay mấy lần. Dạ. Quay đủ luôn. Vô đó không lẽ không. Ở đây thì cô ở đây con thấy là miền Tây á, là chắc chắn là bún cá là phải trùng vô cái nồi nước lèo rồi đúng không? Đúng rồi, đó. Vậy nó mới thấm. Có nhiều người cứ thắc mắc trùng vô nó chua mà con nghĩ là không bao giờ chua đúng không? Không bao giờ chua. Nếu mà chua là chắc thắc ăn. Ngày hôm qua là mình ăn cô cuối cùng rồi có chua không? À tô cuối cùng thôi. Là cũng không bao giờ chua ha. Dạ. Rất là nhiều người sợ là cô có trùng vô. Mà con nói là cô phải chấm nước đều liên tục chứ đâu có phải là bảo một nồi đâu. Đâu phải một nồi đâu nè, thùng mấy cái thùng nữa nè. Nên mọi người cứ thắc mắc cứ sợ là đừng có trong nồi chút chua hết cái nồi nước lèo. Rồi. Đây cả nhà ơi, cái tô bún cá của cô Nga, em Thảo, em Vi kêu rồi nè. Cái nạc cá của cô nè, hồi nãy giờ mình nói lớn nhưng mà giờ mình ra mình mới thấy tận mắt nè. Cái miếng nạc cá còn nguyên luôn nha, chứ không phải là cá mà nát nát đâu. Tại vì thường á là bún cá sẽ nát nát, còn đây là cô cho cá nạc nguyên luôn. Thì quán cô có thêm cái chả này nữa. Rồi ở dưới thì có một xíu rau cô trụng vô trong đây. Trời ơi nó thơm. Cái nước á nó thơm mùi ngải bún với sả. Thơm ngọt thanh. Từ từ. Đây là rau em Thảo bỏ vô. Cô có cho thêm mình một dĩa rau sống nữa nha. Mình ăn á thì mình bỏ vô. Bỏ đó giùm em với. Đây. Còn đây là cái đầu cá. Cho thêm cái đầu cá nữa. Cái đầu này là của cô là nãy cô nói là 20 ngàn. À cái đầu cá của bán cô Nga 20 ngàn. Em Thảo cứ nói là đầu cá, cái đầu của cô 20 ngàn to chưa cả nhà. Thiệt ra là cái đầu cá 20 ngàn là rẻ ha. Đó. Đầu cá làm sạch đầy đặn. Bây giờ mình ăn. Thơm. Cá ngọt nha. Dai. Tại vì cá tươi á. Cả nhà ơi, em Thảo giới thiệu cái quán bún cá này. Nếu mà cô chú anh chị nào tới Châu Đốc á, mình muốn tìm một cái quán bún cá mà chỉ có gặp lâu thôi. Đời mà ngon, mà cá tươi này kia chất lượng á, thì mình có thể tới quán cô Nga nha. Địa chỉ thì lúc nãy em Thảo có quay rồi. Bây giờ em Thảo mời hả cô chú anh chị ăn bún cá với lại em Thảo Vi nha. Ở đây còn cái heo quay. Thì buổi sáng là cô cũng có bán heo quay nữa cả nhà. Ở đây heo quay của cô á, thì cô tiệm chặt sẵn cho cô luôn. Tại cô làm không kịp á. Đó. Thảo đi. Bún cá heo quay. Bún cá Châu Đốc để ăn với heo quay. Đúng rồi. Quá thế nào em lại không chọn. Những heo quay nó ngán ngán mà gặp cái rau với bún thì nó béo quyền lại. Nó béo béo. Đó. Giòn giòn thơm thơm. Không biết cô chú anh chị các bạn ăn cảm thì giác thả vô cái quần hàng mà cả này một tiếng heo quay nó nhìn nó cảm thấy giống như một con ấy hả? Điều gì đó. Nhưng mà cũng tùy. Em thấy là
heo quay tùy nơi luôn. Ví dụ ở đây thì cần heo quay thấy nó mới ngon. Nhưng mà bún cái với mình về Cần Thơ rồi á, mình ăn thì mình không cần heo quay nha. Thấy nó thả thì cũng cần nữa. Nó vẫn còn vẫn ngon bình thường. Đó. Nhưng mà nếu mà vô đây mà hát heo quay thì nó mất ngon nha. Em vẫn thích cái cá to em ha. Cái nạc cá nuôi không nổi. Tô 20 ngàn á. Cô chú anh chị các bạn có thấy nó rẻ không chứ? Thì riêng Thảo thấy là rẻ nha. Tại vì Thảo em Thảo đi đi đó là rất là nhiều, rồi, rất là nhiều quán. Tại vì mình nhiều, hồi nhiều xưa cá châu đốc, nhưng mà mình cứ sợ con đi học này kia nọ, dạ. Xa mình không chịu nuôi. Vợ chồng mình quay phim mà bởi hồi xưa nó ít có cái mua thẳng có quay ăn sống rồi lúc trước ăn. Còn đợi giờ sợ con làm được. Đây nè, cứ việc cài. Nãy giờ rất là nhiều nạc cá luôn. Một cái tô như thế này 20 ngàn. Thì cô chú anh chị xem, đúng là rẻ thiệt. Nếu mà mình ăn không như vậy 20 ngàn nè, thêm cái đầu cá 20 ngàn nữa. Thi cũng dễ, thi quay nữa thì mình tính tiền thêm. Tại vì mình ăn thêm mà. Mình đâu có như bây giờ. Cái đây là người dân địa phương giới thiệu cho nên đúng là chất lượng thiệt. Chỉ là lớp. Nhưng mà em cái cá nạc đó ở đây ăn nó ngọt nha. Sau này nó lọc lờ nó bỏ nha. Biết bao nhiêu hả? Thật ra là đúng là cá này đều là cá nuôi hết cả nhà. Nhưng mà cô làm nó không có còn cái vị mùi tanh nữa. Ừ, mình sợ là cá nuôi. Mày có nghĩ tanh là cô giáo chịu đi học nữa không? Em Thảo thấy nó có cái mùi nó cho mày văng ra lề đường hết rồi. Hơi rong gì đó. Nhưng mà ở đây không có. Rồi đưa cô Nga lên nữa. Đó tao kìa chết vô Nga nữa. Tư ơi. Tư ơi, Tư ơi. À, cô Nga rất là thân thiện luôn. Trời ơi, thân thiện. Hay là thân thiện trước ông kính không? Không biết, nói chung mọi người cứ tưởng là thân thiện trước ông kính. Nhưng bình thường vô ăn cô vẫn rất là vui vẻ. Là vui vẻ, quay cô Nga đây là... Rồi cho cô Nga phổ biến luôn, được rất là nhiều người biết đến. Cô mà ví dụ nếu vẫn quay phim cô có múc nhiều cá vậy không? Bờ nhiều cá, bình thường. Bình thường đúng không? Đó, chứ không mà... Cá cô Nga ăn là trừ khi người ta nói bớt. Bớt cô Nga ơi, bớt cá, bớt cá. Chứ, nhiều quá đúng không? Nhiều. Dạ, tại đôi khi con quay phim cô Nga múc nhiều rồi mai mốt khán giả tới ăn nói sao múc. Ơi. Dạ. Sao múc nhiều giống như buổi hôm anh quay phim mà chết luôn á. Yên tâm đi. Dạ, thì cái nào mà râu ria thì con cắt bớt. Dạ. Cái gì nè. Trứng đó là ai kêu mà mình bán thêm phải không cô? Dạ, trứng để cho em bé không à, Nga không có bán, dạ. Ít lắm. Em bé của gì Nga đông lắm. Dạ. Vậy đó. Khách là em bé đúng không? Chút tới đòi đúng không? Em bé đi học lại là nó xin đủ thứ. Dạ. Rồi cái tô bún á cả nhà. Mình trùng vô cái nước nước lèo vậy nó nóng, cái tô bún là một mà thứ hai là nó thấm gia vị, thấm mọi thứ trong cái nồi nước lèo á. Thấm gia vị ngải cái đó là không có con muốn. Ăn rất là ngon á. Và đặc biệt á nó cái đồ nóng của nó vừa phải vậy đó, ăn ngon lắm. Cũng như là cái hương vị bún nước lèo bún cá châu đốc á, ăn là bì viền luôn á. Bún cá châu đốc cái này mới là bún cá châu đốc nè. Dạ. Yeah. Ta nấu nước màu vàng nè. Dạ. Ngải nè. Rồi xả tỏi. Bởi vì cái này nước thơm lắm. Dạ. Rất là thơm, đứng bốc mùi lên thơm mà về chiêu lắm, thơm cái mùi ngải bún á. Cô Nga có cái biết cô làm cá rất là ngon nha. Nó dai lắm, cá nó dai mà nó thơm, nó ngọt. Dai mà thơm mà ngọt với cá luôn á. Dạ. Mày bán gì mà không có bán gì chơi gì. Không mới đưa cái đó lên đó. Rồi, chả cá luôn, bún mì.
còn chèn làm gì. Dạ. Bạn mối không vậy à? Mối nhiều con ha, mối mình dân ở đây cũng mối à. Nhiều. Còn bà thì bà nhà khách hình thương. Xuống. Rồi cái khách hành hương thì đắp tiêu đó chịu thôi. Dạ. Tại vì nó xuống chỗ Phúc Mẹ đó. Dạ. Chị phải bưng. Dạ. À, mà chủ yếu là cô Nga bản nhân dân địa phương thôi đúng không? Đúng rồi. Dạ. Dân địa phương là chị chiếm nhiều hơn. Chiếm 80% luôn á. Cô Nga, nếu mà người khách ăn chả thì mình bớt cá lại đúng không cô? Còn nếu mà không, ví dụ như mà có chả thì 25. À, cá dạ. Không thì 20. Dạ. Chứ cùng với cái lượng cá nạc đó đó. Nếu mà khách nào ăn chả thì thêm tiền cả nhà. Đúng rồi, thêm tiền, chả thì thêm 5.000. Dạ. Tính ra một tô nhưng mà cô bán 20.000 vậy là rất là bình dân luôn. Ừ, đó thêm cây chả vậy là 25. Dạ. Đó. Rồi khách lao động rồi là mình ăn tô 20.000 vậy là mình xin thêm rau vô là no bùng là đến trưa rồi. Ừ. Nói chung là chỉ có ở quê mới có được cái mức giá này thôi, chứ giờ thành phố mà tô bún cá mà như cô múc đây không thôi, giúp cá không là cũng phải 30-35 rồi. Đúng rồi, thành phố mà. Tô này cũng 25 nè. Tô này cũng 25 đây. Ở như Thảo thấy là tầm cờ 4-5 miếng cá đó. À con này bún mì nè, cũng 25 nữa nè. Dạ. Đó. Có chả nữa nè là 30. Dạ, là có thêm cái mì 5.000 hả cô? À, có thêm cái mì. Dạ, cái mì. Cho khách ăn cho no đó. Đúng rồi. Bún mì. Tô này là 30.000 đây. Cả nhà thấy tô bún cá với mì 30.000 nè. Bún mì. Mà khách này ăn chả không ạ? Không ăn cá. Cá luôn. À có cá luôn. Có cá luôn mới là 30. Trời ơi, tô này 30.000 là ăn no luôn đúng rồi. Tô nào cô cũng múc 5 miếng cá mà cả nhà đếm thử coi thử nha. Lớn nhỏ là tầm 5 miếng vậy không cô Nga? Tôi bún chả cá cho anh cái đầu cá luôn. Trời, tôi bún chả cá cái đầu cá. Chả cá đầu cá heo quay. Tới đây. Nếu mà một tô đầy đủ như con ăn đó là đầy đủ là 20 nè. À 25 chứ. Có chả là 25. Có chả là 25, cá không là 20. Dạ. Cái đầu 20 là 45. Heo quay 20 là 65, ăn một tô vậy là no. Khủng khiếp luôn á. Đúng rồi. Rất là nhiều. Cá chả một cái đầu. Đúng rồi, cá chả cái đầu heo quay. Cá chả một cái đầu không có heo quay. Đó, tô đó là 65.000 đó. Shopping 65. Full topping luôn rồi anh cô. Full topping luôn. Hết món luôn. Dạ. Có cái hộp vịt vô nữa là 70. À có hộp vịt luôn hả? Có, nhưng mà buổi sáng không có bán, buổi chiều mới bán. Làm không kịp. Dạ, buổi trưa mới có hộp vịt đó cả nhà. Đúng rồi. Dạ. Buổi trưa sẽ có thêm hộp vịt nữa. Chất lượng chưa? À ơi Thảo à, quay cái video đến đây kết thúc đó cả nhà. À, cô chú anh chị nào mà mình có dịp mà đi về Châu Đốc muốn tìm một cái quán bún cá mà dân địa phương hay lui tới á, thì Thảo giới thiệu với cô chú anh chị các bạn một cái quán bún cá của cô Nga ở hẻm 269 đường Thủ Khoa Nghĩa, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc của tỉnh An Giang.
À, cô Nga sẽ bán hai khung giờ, Thảo nhắc là cô bán hai khung giờ là 6 giờ sáng đến tầm 10 giờ sáng. 6 sáng tới 10 giờ. Dạ, rồi buổi trưa thì 11 rưỡi. 1 rưỡi tới 5 giờ. Dạ, đó. Ở ngoài ngã tư chỗ An Biên. An Biên cả nhà, đi ra đây một chút xíu thôi. Còn trên cái đường Thuận Khoan Nghĩa này. Giá thì mức giá đồ ăn ở đây thì Thảo quay rồi đó, cô chú anh chị thấy không? Rất là bình dân. Nếu mà cô chú anh chị mình ăn chỉ có bún cá, đúng nghĩa bún cá Châu Đốc, cá với thịt nạc cá vậy thôi, chỉ có 20 ngàn một tô thôi. Còn mà mình muốn ăn heo quay thì thêm một dĩa heo quay 20 ngàn là tô bún cá lên 40 ngàn. Nếu muốn ăn đầu cá riêng cũng được, tất cả mọi thứ trên ở đây thì cô Nga bán cũng lâu đời rồi, 40 năm hơn rồi đó cả nhà. Bán thâm niên rất là lâu, nhưng mà mình cũng biết hôm qua ghé cái chú cơm trắng chú giới thiệu buổi trưa đó chạy qua ăn thử á, ăn thử đó chiều qua ăn thử thấy ngon rồi sáng nay ghé lại quay với cô đó. Rồi cảm ơn cô rất là nhiều nha. Rồi, dạ. Bye. Dạ chúc cô bán đắt hàng.